Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài ôn tập sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách Trần trời sáng tạo. Đến với câu hỏi số 1 như sau. Lập bản đối chiếu chủ đề, thông điệp, tư tưởng, điểm nhìn trần thuật của các văn bản truyện đã đọc trong bài 8 Đất nước và con người. Chúng ta để làm được bài này, các em hãy lập một bảng gồm có 5 cột như sau. Cột đầu tiên sẽ là văn bản, cột số 2 là chủ đề, cột 3 là thông điệp, cột 4 là tư tưởng và cuối cùng là cột 5, điểm nhìn trần thuật. Vậy thì văn bản đầu tiên, văn bản chuyện trong bài 8, đó là văn bản Đất rừng phương Nam. Chủ đề là thiên nhiên và cuộc sống con người. Thông điệp là vẻ đẹp đất và người phương Nam. Tư tưởng trong bài này là tình yêu với thiên nhiên, cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Cuối cùng, điểm nhìn trần thuật ở nhân vật An, đây là ngôi kể thứ nhất. Đến với văn bản chuyện số 2, đó là Giang. Chủ đề là tình yêu của người lính. Thông điệp là tình người và sự gặp gỡ trong cuộc đời. Với tư tưởng của bài Giang là khẳng định giá trị tình người, tình yêu và sự gặp gỡ ngoài ra còn tố cáo chiến tranh. Điểm nhìn Trần Thuật cũng là ngôi kẻ thứ nhất. Với văn bản chuyện số 3 chúng ta có trong bài 8, đó là Xuân về. Chủ đề ở đây là bức tranh thiên nhiên và con người khi xuân về. Với thông điệp là vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và con người khi mùa xuân về. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người mùa xuân là tư tưởng của văn bản. Cuối cùng, điểm nhìn trần thuật là chủ thể trữ tình. Với văn bản cuối cùng là văn bản số 4, buổi học cuối cùng, chủ đề ở đây là lòng yêu nước và ngôn ngữ mỗi quốc gia. Thông điệp là việc bảo vệ đất nước gắn với tri thức, văn hóa và ngôn ngữ. Tư tưởng trong bài này là lên án chiến tranh, kêu gọi con người thể hiện lòng yêu nước bằng việc giữ gìn tiếng nói của dân tộc. Ngôi kể, thứ nhất, cậu bé Frank đây là điểm nhìn trần thuật của văn bản. Đến với câu hỏi số 2 như sau. Nhận xét của bạn về một nhân vật trong văn bản đất rừng phương Nam của đoàn giỏi hoặc giang của Bảo Ninh. Vậy thì trước tiên, các em hãy chọn một trong hai văn bản đất rừng phương Nam của đoàn giỏi hoặc là giang của Bảo Ninh. Sau đó, chúng ta nhận xét về một trong những nhân vật của hai văn bản này nhé cô sẽ hướng dẫn các em nhận xét về nhân vật Sang trong truyện ngắn cùng tên của Bảo Ninh. Nhân vật này trong truyện được thể hiện là một cô gái hiểu chuyện, sâu sắc, là một người có lòng thương người, ân cần chu đáo và nhiệt tình. Ngoài ra, cô cũng vô cùng hiếu thảo với cha và có tình có nghĩa sâu đậm phải không nào? Đến với câu hỏi số 3 như sau, cho biết tác dụng của thành phần chiêm sen và thành phần liệt kê trong đoạn văn mà bạn đã viết ở mục từ đọc đến viết. Vậy thì với câu hỏi này, trước hết các em hãy xem lại đoạn văn ở mục từ đọc đến viết mà mình đã viết. Sau đó, liệt kê các thành phần chiêm sen và thành phần liệt kê có trong đoạn văn đó nhé. Như vậy, với mục từ đọc đến viết, chúng ta có hai đề phải không nào? Vậy thì với đề 1, thì chúng ta có các thành phần liệt kê ở đây có tác dụng đó là diễn tả lại cảnh ngày Tết ở Hà Nội và Vũng Tàu. Thứ hai là diễn tả lại những cảnh vui chơi ở biển Vũng Tàu. Còn tác dụng của thành phần chêm sen đó là bổ sung thông tin cho tượng chúa sang tay. Đến với đề số 2, chúng ta có tác dụng của thành phần liệt kê đó là làm rõ những tính cách của bé An tác dụng của thành phần trên sen đó là bổ sung thông tin cho tác phẩm Đất rừng phương Nam và Bế An phải không nào? Đến với câu hỏi số 4 như sau, việc viết một văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch có những điểm khác biệt đáng lưu ý nào so với việc viết một văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm trữ tình? Vậy thì để trả lời được câu hỏi 4 này, các em hãy so sánh việc viết một văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch với một văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm trữ tình để xem hai việc viết văn bản này có gì khác nhau nhé chúng ta nhận ra rằng nếu với các yếu tố chuyện ngắn tiểu thuyết thì chúng ta cần phải xây dựng được tình huống chuyện miêu tả nhân vật sử dụng ngôi kể và điểm nhìn trong bài viết của mình còn đối với kịch thì các em cần phải nêu được các yếu tố về mâu thuẫn, xung đột và nhân vật, hành động cũng như lời thoại trong bài của mình phải không nào? Đến với câu hỏi số 5 như sau, bạn rút ra được kinh nghiệm gì trong việc trình bày bài giới thiệu đánh giá một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch? Vậy thì với bài nói chúng ta đã được học ở tiết trước, các em đã rút ra được kinh nghiệm gì trong việc trình bày bài giới thiệu, đánh giá một tác phẩm tự sự? hoặc một tác phẩm kịch. Chúng ta có thể rút ra được những kinh nghiệm sau. Trước hết là các em cần phải tập trung cách xây dựng tình huống chuyện, miêu tả nhân vật và sử dụng ngôi kể, điểm nhìn, có dẫn chứng cụ thể. Đây là phần quan trọng khi giới thiệu và đánh giá một tác phẩm thực sự. Thứ hai là tập trung vào các yếu tố như mâu thuẫn, xung đột, nhân vật, hành động và lời thoại. Đây là điểm quan trọng trong việc giới thiệu và đánh giá một tác phẩm kịch. Ngoài ra, các em cần phải có lý lẽ, luôn đi kèm với dẫn chứng ngay sau đó, cũng như là phải sắp xếp các luận điểm một cách rõ ràng và thích hợp nhé. Đến với câu hỏi số 6, câu hỏi cuối cùng của bài học như sau. Các văn bản Đất rừng phương Nam, Giang và Xuân về gợi cho bạn những suy nghĩ và tình cảm gì đối với quê hương đất nước, con người Việt Nam? Vậy thì để trả lời câu hỏi cuối cùng này, các em hãy đọc lại ba văn bản Đất rừng phương Nam, Giang và Xuân về. Sau đó nêu cảm nghĩ và suy nghĩ của mình về tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam thông qua ba văn bản này nhé. Chúng ta có thể rằng thấy trong ba văn bản này thì vẻ đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam được thiện lên vô cùng đa dạng mỗi vùng miền lại mang những đặc trưng riêng tạo nên dấu ấn riêng phải không nào? Ngoài ra là vẻ đẹp của con người Việt Nam. Con người Việt Nam ta luôn có tình có nghĩa và có văn hóa, còn biết thưởng thức cái đẹp đúng không các em? Các em thân mến, vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài ôn tập sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách Trần trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2 com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.